Rồi mọi người, em còn con này bán cho nó sạch bách luôn. Này là con Sibora. Cái con này là thiết kế nó giống như giống như con thoi, nó giống như cái con máy phát cỏ G3C 4C rồi mọi người. G3C 4C rồi. Con này là hai thì nha mọi người. Con này nó rất là đẹp. Cái bình xăng nó màu đỏ luôn này ha. Này cái dây buộc thì mọi người nó bị đứt rồi nên là về mua cái dây khác, cái dây của ba lô á, móc qua giữ bên sang lại. Ui, hơi khá là tốt luôn. Con này màu đỏ đẹp lắm. Ok, máy hai thì nha, bình xăng khá là ngầu. Này đủ đồ. Rồi. 500.000 nha mọi người ha, 500.000 không có bao ship nha. Cái này xả cho mọi người về có dọn có bơm nước. Này bơm nước ruột khá là tốt. Mua về tự dọn nha mọi người. Cái này là máy chưa dọn nha, hàng bãi về xe bán vậy, chưa vệ sinh đồ gì hết, chưa động chạm gì hết, nguyên bản. 500.000 không bao ship nha. Mua thì chuyển khoản, số tài khoản phần mô tả giúp cho em.